đền Kim Liên. Đền Kim Liên còn gọi là đền Cao Sơn. Trước đây thuộc địa phận phường Kim Hoa, sau thuộc phường Đông Tác, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, nay là phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Đền thờ thần Cao Sơn. Tứ trấn Thăng Long, đền Kim Liên, đền Cao Sơn trở lại một hiện tượng đặc biệt. Về Hà Nội xưa, đền vừa đánh dấu mốc giới phía nam kinh thành thời cổ, đồng thời tượng trưng cho sự canh giữ, bảo vệ cho kinh thành. Cùng với thần Long Đỗ ở đền Bạch Mã, thần Trấn Vũ ở đền Quán Thánh, thần Linh Lang ở đền Thủ Lệ, họp thành Thăng Long Tứ Trấn. Đền Kim Liên là ngôi đền linh thiêng trấn giữ ở phía nam, nơi thờ thần Cao Sơn Đại Vương. Tương truyền thần là con trai của Lạc Long Quân và Âu Cơ, một trong 50 người con theo mẹ lên núi, đã cùng Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh, mang lại bình yên cho nhân dân. Sau đó ngài xin vua cha về vùng đất hoang vu lập nghiệp, nay là phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, để ghi nhớ công ơn ngài. Sau khi ngài mất, dân đã lập đền thờ. Theo tài liệu lưu trữ tại đền, đền Kim Liên được vua Lý Thái Tổ cho xây dựng ngay sau khi lập kinh đô Thăng Long 1010, nhằm mục đích bảo vệ kinh thành ở hướng nam. Sử tích vùng đất nơi đền Kim Liên ngự, đền Cao Sơn, đền là nơi thờ thần nằm ở làng Đồng Lầm. Xưa kia dân làng sống thành từng xóm ven các gò đất cao, với nghề làm ruộng, thả cá, thả rau muống bè và trồng màu. Làng Kim Liên xưa vốn nổi tiếng với nghề thả sen, ướp chè. Nhờ có đầm nước rộng, những cô gái Kim Liên một thuở mang hoa sen, hạt sen, trà sen, mứt sen đi bán khắp kinh đô Thăng Long. Sau Cao Sơn Đại Vương là người đầu tiên có công khai phá lập nghiệp tại quê hương Kim Liên, còn một nhân vật nữa là Kim Hoa Công Chúa, con vua Hùng đời thứ 9, xin vua cha về vùng đất để dạy dân nghề nhuộm vải. Sau này kinh đô Thăng Long có nghề nhuộm vải, điều đặc biệt là chỉ nhuộm vải nâu, nên làng có tên là Đồng Lầm, tức làng đồng ruộng nhiều bùn. Đây cũng là nét đặc trưng của làng Kim Liên nay, Đồng Lầm xưa, bởi vải Đồng Lầm trước đây rất nổi tiếng. Ca dao cũ có câu: Đồng Lầm có vải nâu non, có hồ cá rộng, có con sông dài. Vải Đồng Lầm mỏng như voan, nhưng được nhuộm từ bùn của cánh đồng làm thành vải nâu non hay nâu sồng. Đặc biệt là vải rồng đẹp, có tiếng gần xa, sau rồi người ta gọi là vải Đồng Lầm. Thời xa xưa, Đồng Lầm là vùng có tên đẹp Kim Hoa, tổng Tả Nghiêm huyện Thọ Xương. Đến khoảng đầu thời vua Thiệu Trị, vì kiêng tên húy của mẹ vua là Hồ Thị Hoa, nên đã đổi đền Kim Liên, sau đó là tổng Kim Liên. Nhắc đến làng Kim Liên, dân làng có câu ca: Kim Liên xanh vỏ đỏ lòng, đàn ông cắt tóc
đàn bà hái rau. Theo các cụ truyền lại, nghề cắt tóc bắt đầu từ ngày hội làng, có thầy địa lý Tả Ao đến dự. Lý trưởng đã nhờ thầy xem cho làng. Ông Tả Ao thấy làng có một số người làm nghề cắt tóc, liền khuyên mọi người nên phát huy nghề này. Từ đó, làng cắt tóc Kim Liên trở nên nổi tiếng. Các tay kéo, tay dao, trai làng Kim Liên rất tài hoa và điêu nghệ. Họ từng có tiếng là Thăng Long đệ nhất kéo, cắt tóc như múa trên đầu người. Thần tích Cao Sơn lừng danh, sẽ cầu tất ứng. Thời triều Lê, lúc Lê Mẫn tức Uy Mục Đế thất đức, hung đạo, mưu đồ lật đổ vua Lê Tương Dực, tháng 11 năm Kỷ Tỵ 1509, đức vua lánh nạn vào Tây Đô thuộc tỉnh Thanh Hóa, giấy binh nghĩa khôi phục cơ nghiệp của vua Cao Tổ, cứu vớt ức triệu dân chúng. Khi vua Lê Tương Dực cầm quân dẹp giặc, có ba vị đại thần là Tước Uy Quốc Công Nguyễn Bá Lân, Tước An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Dụ và Tứ Vệ Quân Vụ Nguyễn Văn Lữ cùng mang quân đi chinh phạt, cầm cờ vác búa hoàng kim đến địa phận huyện Phụng Hóa, nay là Nho Quan, Ninh Bình, thì thấy cảnh núi rừng rậm rạp, có ngôi đền cổ, có một tảng đá ghi bốn chữ Cao Sơn Đại Vương, rất lấy làm lạ vô quen, bèn khẩu cầu thần phù trợ. Sau đó sự nghiệp của vua Lê Tương Dực bắt đầu thành công. Vì thế vua Lê Tương Dực cho xây đền thờ thần Cao Sơn được lập ở Phụng Hóa để ghi nhớ ơn thần đã ngầm giúp. Sau lên ngôi, vua Lê Tương Dực cho lập lại đền thờ to đẹp hơn ở phường Kim Hoa gần Thăng Long. Lúc bấy giờ, sai sứ thần soạn văn bia lưu truyền mãi mãi để thướng hôm hương khói. Năm 2000, đền được tôn tạo phục chế như ngày nay. Di vật quan trọng nhất là tấm bia đá đồ sộ cao 2,43m, rộng 1,57m, dày 0,22m, có bài tựa Cao Sơn Đại Vương, thần tử bi minh. Từ sân bước lên cửa tam quan, qua 9 bậc cảnh, hai bên thềm là hai số đá niên đại thời Lê, tam quan xây thành kiểu tường hồi bít đốc, bốn góc tường có bốn trụ, bốn bộ đỡ mái làm theo kiểu trồng giường, giá chiêng, cột trốn. Đền được Bộ Văn hóa xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 9 tháng 1 năm 1990. Hàng năm vào ngày 16 tháng 3 âm lịch, người dân làng Kim Liên lại tổ chức lễ hội truyền thống, nghe lễ tế để báo đáp ơn thần.